Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetix của chúng tôi. Và ở bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về cấu trúc rẽ nhánh. Có nghĩa chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh nào, và điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh nào. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu câu lệnh if ở trong ngôn ngữ lập trình Python. Cấu trúc câu lệnh if ở trong ngôn ngữ lập trình Python sẽ có hai dạng cơ bản như sau. Nhất đó là dạng thiếu. Dạng thiếu sẽ như sau: if điều kiện hai chấm câu lệnh. Có nghĩa là nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện, còn nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua. Và các bạn lưu ý, câu lệnh sau dấu hai chấm luôn thụt lề vào phía trong như thế này. Như vậy chúng ta gọi câu lệnh này sẽ nằm trong câu lệnh if. Đó là dạng thiếu. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng đầy đủ. Chúng ta sẽ có dạng như sau: if điều kiện 1 thì thực hiện câu lệnh 1. Tiếp theo chúng ta sẽ có else if, có nghĩa là ngược lại nếu thì chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện 2 thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh 2. Và các bạn lưu ý, chúng ta có thể sử dụng nhiều câu lệnh else if để kiểm tra được nhiều điều kiện hơn. Ở đây chúng tôi sử dụng dấu 3 chấm, có nghĩa là chúng ta được phép sử dụng nhiều câu lệnh else if để kiểm tra được nhiều điều kiện. Và cuối cùng, đó là chúng ta sẽ có từ khóa else, có nghĩa là trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh. Ví dụ như vậy. Như vậy các bạn thấy ở đây, dạng đầy đủ, nếu điều kiện 1 đúng thì thực hiện câu lệnh 1 và bỏ qua tất cả các câu lệnh sau này. Ngược lại, nếu điều kiện 1 sai và chúng ta kiểm tra điều kiện 2, nếu điều kiện 2 đúng thì thực hiện câu lệnh 2 và bỏ qua câu lệnh sau else. Ngược lại, nếu điều kiện 2 vẫn sai thì câu lệnh sau else sẽ được thực hiện. Và các bạn lưu ý, đó là sau else luôn có dấu 2 chấm. Ở trong cấu trúc rẽ nhánh này, nếu câu lệnh 1, câu lệnh 2 và câu lệnh chỉ gồm một câu lệnh duy nhất thì chúng ta có thể gõ ở ngay phía sau dấu 2 chấm. Như thế này, chúng ta có thể gõ ngay ở đây. Nếu câu lệnh chỉ gồm một câu lệnh. Còn nếu câu lệnh 1, câu lệnh 2 và câu lệnh gồm nhiều câu lệnh ghép lại với nhau thì chúng ta sẽ xuống dòng và thụt đầu dòng vào như thế này. Như chúng ta thấy ở đây. Tiếp theo để các bạn hiểu hơn, chúng ta sẽ học một số ví dụ như sau. Ví dụ 1, đó là tìm số lớn nhất trong hai số, nhập từ bàn phím. Ví dụ như thế này, chúng ta sẽ nhập vào hai số A và B. Chúng ta sẽ sử dụng kiểu số thực float input, mời nhập số A. Tiếp theo số B chúng ta cũng làm tương tự, float input, mời nhập số B. Như vậy chúng ta đã nhập vào hai số thực A và B. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện như sau: nếu A lớn hơn B thì chúng ta sẽ xuất ra màn hình green, số lớn nhất là A, else green, số lớn nhất là B. Và như các bạn thấy, trong cấu trúc rẽ nhánh này chỉ gồm có từ khóa if và else. Ở đây chúng ta sẽ chạy thử chương trình.
Ví dụ như tôi nhập vào A bằng 5, B bằng 8 thì số lớn nhất sẽ là 8, chính xác. Tiếp theo ta sẽ thử chạy A bằng 12, B bằng 5 thì số lớn nhất sẽ là 12, hoàn toàn chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ phức tạp hơn, đó chính là viết chương trình để giải phương trình bậc nhất. Bậc nhất một ẩn thì chúng ta sẽ viết như sau. Như chúng ta đã biết, phương trình bậc nhất một ẩn có dạng ax cộng b bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ nhập vào hệ số AB. Input mời nhập hệ số A. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập hệ số B, B bằng float input mời nhập hệ số B. Như vậy chúng ta đã nhập được hệ số A và B. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Nếu A khác 0 thì chúng ta sẽ kết luận ngay green. Phương trình có nghiệm x bằng trừ b trên a l ngược lại. Ngược lại tức là trường hợp a sẽ bằng 0 thì lúc đó chúng ta sẽ kiểm tra hệ số b. If nếu b bằng 0, các bạn lưu ý là để so sánh bằng chúng ta sử dụng hai dấu bằng như thế này, thì chúng ta sẽ xuất ra phương trình có vô số nghiệm else, tức là trường hợp b sẽ khác 0 thì lúc này chúng ta sẽ xuất ra màn hình green, phương trình vô nghiệm. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử chương trình này. Ở đây tôi sẽ cho A bằng 1, B bằng 2 thì phương trình có nghiệm x bằng trừ 2, chính xác. Chúng ta sẽ chạy với trường hợp khác. Ví dụ như đây, tôi nhập hệ số A bằng 0, B bằng 2 thì phương trình vô nghiệm. Và trường hợp cuối cùng chúng ta sẽ nhập hệ số A bằng 0, B cũng bằng 0 thì phương trình có vô số nghiệm, chính xác. Và như vậy chúng ta đã sử dụng cấu trúc rẻ nhánh để có thể giải được phương trình bậc nhất một ẩn này. Như vậy thông qua ví dụ này chúng ta sẽ biết được, đó là chúng ta sẽ lồng các câu lệnh if vào nhau để chúng ta kiểm tra được nhiều điều kiện. Ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ viết chương trình để giải phương trình bậc 2 một ẩn. Như chúng ta biết, phương trình bậc 2 một ẩn có dạng ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0. Thì chúng ta sẽ viết chương trình để giải phương trình bậc 2 như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập các hệ số a, b, c. Tất cả đều là số thực. B cũng tương tự. Float. Mời nhập hệ số B. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập hệ số C. Float input mời nhập hệ số C. Và như vậy chúng ta đã nhập xong các hệ số A, B, C. Tiếp theo chúng ta sẽ tính delta sẽ bằng B bình trừ 4AC, B sao B trừ 4 nhân A nhân C. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện của delta. Nếu delta bé hơn 0 thì chúng ta kết luận ngay
Green, phương trình vô nghiệm. Ngược lại, nếu LX, nếu delta mà bằng 0 thì chúng ta sẽ xuất ra màn hình Green, phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 và bằng trừ b trên 2a. Trường hợp còn lại else, tức là trường hợp delta sẽ lớn hơn 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta sẽ xuất ra màn hình phương trình có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta sẽ xuất ra màn hình như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm thư viện toán học để chúng ta có thể sử dụng hàm căn bậc 2. Thì lúc này tôi sẽ gán x1 bằng trừ b trừ căn delta, chính là mét chấm sqrt của delta chia cho 2a, 2 sao a. x2 thì chúng ta có thể sử dụng công thức, đó là trừ b cộng căn delta trên 2a. Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể sử dụng hệ thức VS, đó chính là x1 cộng x2 sẽ bằng trừ b trên a. Do đó x2 sẽ bằng trừ b trên a trừ cho x1. Sau đó chúng ta sẽ xuất ra màn hình x1 bằng x1 x2 sẽ bằng x2. Và như vậy chúng ta đã viết xong chương trình giải phương trình bậc 2 một ẩn. Và các bạn lưu ý như sau: nếu sau dấu 2 chấm mà chỉ một câu lệnh thì chúng ta có thể gõ ở trên cùng một dòng với dấu 2 chấm như thế này. Ngược lại, nếu sau dấu 2 chấm mà có nhiều câu lệnh thì các bạn phải xuống dòng và sẽ thụt đầu dòng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ viết các câu lệnh nằm sau dấu 2 chấm. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử chương trình này. Ví dụ như ở đây, tôi sẽ nhập hệ số A bằng 1, B bằng 1, C bằng 1, tương ứng với phương trình x bình phương cộng x cộng 1 bằng 0. Thì phương trình này sẽ vô nghiệm. Chương trình sẽ báo rằng phương trình vô nghiệm, chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy với trường hợp phương trình có nghiệm kép. Ở đây tôi sẽ chạy A bằng 1, B bằng trừ 4 và C bằng 4. Thì lúc này phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 và bằng 2. Tôi sẽ enter. Phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 và bằng 2, chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy với trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ở đây tôi sẽ sử dụng trường hợp A bằng 1, B bằng 2 và C bằng trừ 3. Khi đó chương trình sẽ báo rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ 3 và x2 bằng 1. Như vậy chương trình giải phương trình bậc 2 một ẩn đã hoàn toàn chính xác. Và như vậy ở trong video này chúng ta đã học về cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ, và sử dụng cấu trúc rẽ nhánh lồng nhau. Và trong quá trình thực hiện chương trình, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.